Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Anh Ngư Phủ của mình nha. Đây, rắn, con rắn kìa bạn. Quá trời con rắn rồi. Bốt được rắn kìa bạn. Ôi, rắn quá bự ơi. Quá trời. Cái anh đó 80kg mà anh cầm không nổi luôn đó. Cầm về xẻ đít luôn mà. Ông ấy xẻ ông bên nào. Đồ, vậy là ông ấy bỏ phải luôn. Kìa kìa. À, quá trời ơi. Ông đó ông đặt con bướm mà. Ông đâu? Đây bà ơi. Đó gì bằng thịt nó kìa. Rắn kìa. Cái đói các bạn ơi. Nay vuông sân múc cái đói nổi thì mình đi xúc cái đói các bạn. Quá đã. Đây. Xuồng cả. Đặng lấy về lại chết. Kệ nhóc luôn cả. Lại đây. Cá bự này hoài ha. Đó. Cá này chụp dính là ngon đó. Ồ má anh khôn rồi, anh đảo lại trời. Hết kịp rồi. Dính hai con. Này. Kìa xí ơi. Cái xuồng á xí ơi bám con luôn cả. Nhóc cho gần xí ơi. Kìa. Đang lấy xuồng đi, nhóc luôn. Kìa 4-5 con luôn cảnh xích. 4-5 con luôn. Có đồ. Đây nè. Ba con. Xa quá trời kìa, một đống ở ngoài luôn kìa. Kìa. Tao bị xuồng mới được. Lấy xuồng đây. Rồi. Em đi xúc cá đói nè các bạn. Cái đó bự nè, cá tôm luôn nè nha. Đây. Vuông đang múc nè các bạn. Đây. Xuống múc nè bạn. Ốp dừa mà múc lên luôn các bạn ơi. Đây dính nữa nè. Ôi. Đây. Dính nữa. Quá nhiều các bạn ơi. Rồi văng tôm bên ngoài luôn rồi. Đây xuống múc nè. Kìa đặng nó bội đặng đi. Ơi này nó vô nó không được nha. Anh điện thoại em à.
rút nè các bạn. Chốt rồi hả? Để hay vậy? Lọt cái gì? Lên kia hả? Dính không? Không dính gì vậy? Ba con. Xin bà ba con với năm con không? Hồi gửi qua cho em lên bờ coi chứ ơi. Xin lên cái. Em hồi gửi hỏi một cái là gọi luôn. Cặp vô em lên cái. Ghê quá. Dù cái là bỏ luôn. Đâu 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 lên cái. Được quá. Mấy con được mấy con? 3 con, 4 con. Cái đói. Được càng. Đây. Cô bé, cô bé không xuống. Quá trời luôn, nó quấn cái mọc nguyên bụi lên luôn. Ba thế. Mạnh dữ. Anh tránh việc bắt kẹt tránh luôn rồi. Ồ quá thế rồi. Nó mạnh dữ trời. Ngồi cho bá lửa luôn. Nhanh dữ. Quá trời luôn.